Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Thì hôm nay thì chúng tôi thay mặt cho ban giám đốc và ekip thực hiện, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một cái dòng máy là máy dán veneer. Thì như quý vị cũng biết là máy dán veneer của chúng ta có rất là nhiều loại. Chúng ta sẽ thay đổi từng năm, từng cái sản phẩm của mỗi một năm nhà máy họ thay đổi liên tục. Hôm nay Thượng Nguyên chúng tôi mới giới thiệu Veneer Plus G1. Mời quý vị xem sơ qua cái chi tiết bên trong như thế nào. Xin mời quý vị xem tham khảo qua thì quý vị thấy là cái phần của những cái kích thước của phôi veneer. Ví dụ như là veneer thin deck là độ dày của veneer là từ 0.35 đến 0.5 cho đến 2 mm. Với chúng ta có thể chạy theo cái tốc độ 20, rồi nếu càng dày hơn thì chúng ta sẽ chạy theo cái tốc độ chỉ có 12, và nếu mà 2 mm độ dày thì chúng ta chỉ có chạy tốc độ là 8. Và cái độ keo của chúng ta, ví dụ như là mỏng thì chúng ta sẽ pha với cái phần trăm là 36% cho tới 0.5 mm, và 1.5 mm thì ta chỉ cần pha 22% của độ keo, đĩa keo. Và khi mà chúng ta 2 mm độ dày thì ta chỉ giảm bớt xuống là 15%. Và tiếp tục thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta sẽ có những cái đồng hồ. Đây là đồng hồ mà chúng ta cân chỉnh của những cái nhiệt độ. Ví dụ như là đồng hồ thứ nhất, theo cái nhiệt độ 0.35 veneer thì chúng ta sẽ chỉnh 140, và nếu mà 0.5 thì chúng ta sẽ chỉnh nhiệt độ tương đương, và cho tới là 1.5 thì dày hơn chúng ta sẽ chỉnh nhiệt độ 180. Thì như quý vị thấy thì chúng ta càng dày thì chúng ta cái nhiệt độ chúng ta sẽ cân chỉnh lên tới 200. Với một cái kích thước giống như là đó là nhiệt độ của đồng hồ thứ nhất, và tới nhiệt độ đồng hồ thứ hai thì chúng ta cũng sẽ có 140, và nó giảm dần và nó tăng dần. Cái phần này nó cũng là tăng dần, giảm so với cái lần một đồng hồ thứ nhất. Đồng hồ thứ hai thì đồng hồ thứ nhất nó sẽ giảm hơn so với đồng hồ thứ hai, 140 và 170 và 180 và 200. Như quý vị thấy là đây là kích thước của từng cái veneer. Và tới đồng hồ thứ ba cũng như vậy, 140, 170, 180 và 200. Và tiếp tục theo là ví dụ như cái roller của cái phần mà fitting và ruler thứ nhất là chúng ta sẽ cân chỉnh của cái hơi là 0.2 của 0.35 mm là dày, rồi sau đó là chúng ta lại tăng dần theo cái bảng hướng dẫn. Phần này cũng vậy, chúng ta sẽ có những cái đồng hồ á, đồng hồ thứ nhất, đồng hồ thứ hai và đồng hồ thứ ba sẽ có những cái mình chúng ta sẽ cân chỉnh theo cái tăng dần theo cái phần cái độ dày của veneer. Thì như quý vị thấy là ở đây có hướng dẫn rất là đầy đủ, và Thượng Nguyên chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị cái bản này bằng tiếng Việt để quý vị tham khảo cho nó dễ dàng hơn. Thường thường veneer của chúng ta sẽ độ ẩm sẽ lên từ 8 cho đến 12, tùy theo những cái loại của veneer của chúng ta. Cho nên là chúng ta đây, lúc từ nãy giờ là chúng tôi nói về nhiệt độ nè, 140, 140, 140. Là hiện nay chúng ta đang có một cái kích thước là chúng tôi có veneer là 0.5. Cho nên là chúng tôi sẽ chỉnh theo cái nhiệt độ này. Và nhiệt độ này đang tăng dần như quý vị thấy. Và mời quý vị xem bên trong của máy thiết lập như thế nào. Như quý vị thấy là những cái linh kiện mà lắp ráp từ cái phần mà veneer đi qua ép như thế nào là chúng ta sử dụng bằng những cái thiết bị bằng nhôm được định hình bằng những cái CNC, toàn bộ hệ thống của CNC. Và dây xích, xích tải của chúng ta có hai bộ, bộ trên và bộ dưới. Bộ trên là bộ dưới, và nhà máy sử dụng những cái ben, những cái hệ thống làm lạnh rất là nổi tiếng, và
cái với một cái thương hiệu là Fosto là của Ý nha quý vị, cho nên là chất lượng máy đạt như thế nào thì quý vị nhìn quý vị cũng có thể cảm nhận được, và cái hiệu suất ra sản phẩm của ta đẹp như thế nào. Và đây mời quý vị tham khảo, đây là cái veneer mà chúng tôi đã dán. Cái này chúng ta mới vừa dán ra thôi. Không có một cái gờ nha quý vị, rất là đây, chúng ta sẽ chà qua, chúng ta ép xong chúng ta sẽ chà qua. Và sau đây chúng ta sẽ xem coi là thao tác máy như thế nào. Mời quý vị xem thao tác máy. Vừa rồi thì quý vị vừa xem thao tác máy, sản phẩm cho ra rất đạt so với lại chất lượng máy. Và chúng tôi hy vọng là những cái thông tin này sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của quý vị để quý vị chọn những cái thiết bị tốt cho nhà máy của quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Thượng Nguyên. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị vào video sau. Cảm ơn quý vị.